Thưa quý vị, tôi là luật sư Lê Công Tâm và sau đây là chương trình đối diện vấn đề với dược sĩ Phạm Khiêm. Trân trọng kính chào quý khán thính giả và xin chào anh Phạm Khiêm. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào luật sư Lê Công Tâm. Vâng, kính thưa quý vị, hôm thứ Tư vừa rồi Bộ Lao động của Hoa Kỳ đã đưa ra một cái bản phúc trình liên quan tới cái tình trạng lạm phát tháng 6. Tức là mỗi tháng thì Bộ Lao động đều đưa ra cái tỷ lệ căn cứ lên trên cái chỉ số tiêu thụ của dân Mỹ. Thì trước cách đây vài một hai tuần thì người ta hy vọng rằng cái giá dầu thô đã giảm xuống là bởi vì cái nhu cầu trên thế giới nó không có gia tăng thêm nữa, thì người ta hy vọng là tất cả những cái giá cả ảnh hưởng bởi giá dầu nó sẽ giảm xuống. Tuy nhiên cái con số chỉ số cái tỷ lệ lạm phát của tháng 6 là 9.1, thưa quý vị, trong khi đó tức là chấm dứt vào hồi tháng 6, trong khi đó thì trước đó chỉ số lạm phát của Hoa Kỳ là 8.3, thì con số này nó không có gì lấy làm tốt đẹp lắm. Và người ta, các cái nhà nghiên cứu về kinh tế nói rằng chắc chắn là Hoa Kỳ sẽ đi vào trong cái vấn đề suy thoái, nền kinh tế sẽ bị suy thoái như chúng tôi cũng đã từng trình bày với quý vị, và thế giới cũng sẽ tiếp tục đi theo cái tình trạng đó. Và điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là Ngân hàng Dự trữ Liên bang trước đây dự trù vào cuối tháng 7 tới đây, có nghĩa là trong vòng 2 tuần lễ nữa có thể sẽ gia tăng cái lãi suất sỉ thêm lên 3.3/4. Nhưng bây giờ là nhiều người tiên đoán rằng để chặn đứng cái tình trạng lạm phát tiếp tục leo thang thì có thể Ngân hàng Dự trữ Liên bang sẽ tăng cái lãi suất lên một chấm, thêm một chấm nữa. Nạn lạm phát gia tăng lên 9.1 hồi tháng 6 này là được coi cao nhất trong vòng 40 năm nay, đặc biệt là vì ảnh hưởng của giá xăng dầu. Và người ta nói rằng không hiểu, không biết đến bao giờ thì cái việc giá cả hàng hóa của người tiêu thụ sẽ phải ngưng lại, và nó hy vọng là nó sẽ rơi, nó sẽ giảm đi. Và người ta mong muốn nhìn thấy một số những cái triệu chứng, chẳng hạn như nếu các cái cửa hàng bán sỉ sau một thời gian giá cả gia tăng không ai đi mua hàng thì buộc lòng họ sẽ phải discount, tức là hạ giá hàng xuống. Đặc biệt là những cái công ty lớn như Walmart là họ có một cái inventory, tức là có cái hàng tồn kho tương đối khá lớn, và họ có thể bán tháo những cái hàng cũ. Và người ta nói rằng nếu làm như vậy thì có thể sẽ giúp một phần nào để mà giải tỏa cái tình trạng lạm phát thôi. Vâng, cái đó là những hy vọng, mà những hy vọng này thì nó cũng chúng ta gọi đây là mò kim đáy nước. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta biết là trong giai đoạn vừa rồi đó thì hàng đã khan hiếm, và những cái cửa hàng lớn đó, người ta không có nhiều hàng để tích trữ, và vì do đó trong tương lai cái số hàng người ta tung ra ngoài thị trường để bán vì lý do nó không, hàng không chạy, người ta phải bán rẻ đi, thì cái chuyện đó nó rất là ít chứ không có nhiều. Tuy nhiên có một điều mà người ta thấy rằng hiện nay bây giờ cái lạm phát nó là 9.1% trong vòng 4, cao nhất trong 40 năm, nhưng mà trong tương lai đó, với cứ tiếp tục cái chính sách mà đóng cửa nền kinh tế bằng cách là chặn không cho dầu nó được khai thác tại Hoa Kỳ, mà rồi cuối cùng thì ông Biden cũng như Đảng Dân Chủ vội vàng phải đi kiếm mua dầu nơi này nơi kia, mà bây giờ chúng ta biết rõ một điều là các quốc gia nó có sợ dầu lửa, bây giờ nó bán với Nga chứ phải không? Vì Venezuela là nơi có sản xuất dầu lửa nhiều, thì chính Venezuela là nơi mà Mỹ đã cấm vận nó, thì bây giờ nó sẽ đi với Nga, rồi Iran cũng đi với Nga, Ả Rập Xê Út cũng đi với Nga, và như thế tất nhiên là
như quốc gia này người ta thấy rõ điều tại sao không dùng cái dịp này để mà tăng giá dầu lên, cho nên Mỹ sẽ phải tốn tiền nhiều hơn nữa để mua dầu. Trong giai đoạn vừa rồi đó, thì giá dầu nó giảm xuống dưới 100, nhưng mà trong tương lai nó sẽ cao hơn nữa, cho nên và tiếp tục như thế thì chúng ta có thể thấy rằng trong những giai đoạn kỳ tới đó thì cái lạm phát nó có thể gia tăng tới 2 con số chứ không phải là chỉ cho 9.1 như là bây giờ. Được. Trong khi mà giá dầu người ta hy vọng rằng nó tăng xuống là bởi vì cái giá dầu thô mấy hôm nay nó đã nằm xuống dưới mức 100 đồng một thùng dầu thô. Tuy nhiên những cái giá cả của nhu yếu phẩm chẳng hạn như gạo, sữa, bơ và thực phẩm cho nhi đồng đã gia tăng từ 12% cho tới 16%. Trong khi đó thì cái vấn đề giá cả nhà nó vẫn gia tăng lên tới 6% và được coi như là một trong những cái yếu tố lớn hơn nữa để mà đẩy cái mức độ lạm phát gia tăng lên. Như chúng tôi cũng đã thường cắt nghĩa cho quý vị thấy rõ là mặc dù cái lãi suất nó gia tăng nhưng mà cái điều đó nó không làm một cái tỷ lệ ngược là cái giá nhà nó giảm xuống. Cái lãi suất nó gia tăng, cái tiền mượn tiền để mua nhà nó gia tăng thì nó chỉ ảnh hưởng tới là nó kick out những cái người mua nhà lần đầu tiên. Trong khi đó thì những người mà hiện nay như quý vị thấy hôm thứ Tư vừa rồi lãi suất thị trường, tỷ số của thị trường chứng khoán đã bị giảm đi thì những người đầu tư trên thị trường chứng khoán người ta rút tiền ra và người ta đầu tư vào trong những lĩnh vực khác, một trong những lĩnh vực đó là địa ốc. Và những người này người ta đầu tư vào địa ốc thì người ta không cần phải mượn tiền của nhà ngân hàng và người ta bỏ tiền mặt ra mua, vì vậy cho nên cái giá cả nhà nó vẫn cao. Và khi giá nhà cao như vậy thì nó đẩy thêm cái tiền thuê nhà cho những người không có nhà đi thuê nhà cũng cao lên, và đó làm cho tình trạng lạm phát trở nên trầm trọng. Vâng, thưa quý vị, khi mà chúng tôi trình bày thế này thì chắc chắn là có rất nhiều những quý vị đang ở nhà thuê thì chúng ta thấy rõ điều là nhà thuê bây giờ đó cứ chừng vài ba tháng thì chủ nhà tăng giá lên bởi lý do bây giờ nhà nó khan hiếm, mà trong khi đó thì số tiền đời của ngân hàng nó gia tăng, cho nên những người ta muốn xây nhà mới đó, người ta không có xây nhà mới nhiều nữa. Và vì sao vậy? Bởi vì khi mà xây nhà mới lên đó, thì địa ốc bây giờ nó mượn tiền nó cao, cho nên người ta không xây thêm những nhà mới nữa. Và cái nhà xây cất đấy nó sẽ kéo theo tất cả những kỹ nghệ khác về chẳng hạn như là gì sắt rồi gỗ đó kia vân vân và vân vân. Thế nên trong tương lai thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cái tình trạng lạm phát này đó và cái ngân hàng dự trữ trung ương tăng lãi suất lên sẽ làm cho cái tình trạng mà chúng ta gọi là về thất nghiệp nó sẽ gia tăng, và cái đảo quân thất nghiệp gia tăng là một trong những cái thứ mà sẽ dựa vào cái việc mà nhà nước sẽ phải chi tiền để nuôi cái đảo quân trợ cấp này, đảo quân thất nghiệp này, và như thế sẽ đẩy tình trạng lạm phát nó sẽ gia tăng thêm nữa. Và chính đó là lý do mà chúng ta thấy rằng cái việc mà giải quyết lạm phát này đó, nó không đi đến đâu cả, bởi vì nó cứ vòng vòng đi vài lại trở về chỗ cũ. Bây giờ cái vấn đề mà muốn giải quyết đó, là phải đi theo cái chính sách của ông Tổng thống Reagan hoặc là Tổng thống Donald Trump, có nghĩa là những cái gì mà ông Obama, ông Clinton, ông Biden đang làm bây giờ phải làm ngược trở lại, thì lúc đó, đó tình trạng giải quyết vấn đề lạm phát nó rất là dễ dàng. Vâng. Hôm thứ Tư này ông Tổng thống Biden đã bắt đầu một cái cuộc hành trình viếng thăm Trung Đông, và dĩ nhiên trận đầu tiên Tổng thống Mỹ là bao giờ cũng phải ngừng xuống tại Do Thái. Thì đối với cái chính sách của các cái Nhà Trắng là của Nhà Trắng, những viên chức của Nhà Trắng là không có, tổng thống không có bắt tay với các cái lãnh tụ quốc gia nữa khác. Thì khi mà xuống tới phi trường thì ông Biden chỉ dùng cái tay gọi là cái bump, first fist bump vào tay của thủ tướng. Nhưng mà
Chỉ chừng một lúc sau thì ông quên mất cái việc đó, thì ông bắt tay với những ông cựu thủ tướng của Do Thái khi gặp ở trong một cái phiên họp khác. Và cái điều này khiến cho các cái viên chức của tòa Bạch Ốc rất là chới giới, là bởi vì ông Biden dự trù là sẽ không bắt tay với Thái tử Mohammed bin Salman của Ả Rập Saudi. Lý do thì như quý vị biết, ông Biden trước khi ra tranh cử, ông nói nếu mà ông làm tổng thống đắc cử thì ông sẽ làm mọi cách biến Ả Rập Saudi trở thành một cái nước mở rộng. Và cái điều đó nó tạo nên một cái mối thâm thù đối với người được coi như là thừa kế lãnh đạo của Ả Rập Saudi. Và dĩ nhiên Saudi đã không có bơm dầu lên để giúp ông Biden trong cái tình trạng kinh tế khốn đốn hiện nay của Hoa Kỳ. Một vấn đề chính là lý do tại sao mà Nhà Trắng không có muốn cho ông Biden bắt tay với ông Thái tử Mohammed bin Salman, là lý do rõ ràng là họ không muốn thấy cái hình ảnh ông Biden thân thiện, và điều đó sẽ làm cho những người của đảng Dân Chủ họ rất lấy làm bực mình, là bởi vì họ nói ông Biden là cái người đã chống đối ông Thái tử Salman vì lý do ông này đã giết chết một người ký giả, ông Khashoggi của tờ báo Washington Post. Tuy nhiên cho đến giờ phút này thì hầu hết các cái báo chí cũng như các cái cố vấn, người ta nghĩ rằng ông Biden sang Trung Đông lần này thì sẽ áp dụng 100% cái chính sách Trung Đông của ông cựu Tổng thống Donald Trump, có nghĩa là sẽ thân thiện hết với tất cả phía bên tay trái lẫn tay mặt, có nghĩa là Do Thái, Saudi. Lý do là tại vì nếu không thân thiện với nước Ả Rập Saudi thì cái việc mà Ả Rập Saudi bơm thêm dầu ra để giúp cho ông Biden sẽ không bao giờ xảy ra. Mà cái chuyến đi này ai cũng biết thâm ý của ông Biden là muốn giảng hòa và muốn Ả Rập Saudi bơm dầu thêm để cho giá dầu hạ xuống và làm giảm đi cái áp lực lạm phát để đảng Dân Chủ có được hà hơi cho cái cuộc bầu cử vào tháng 11 giữa kỳ tới đây thôi. Thực ra thì ông Biden khi mà sang Ả Rập Xê Út, ông mới gặp rất nhiều những khó khăn. Bởi vì ngay lúc đầu tiên khi mà ông lên nhậm chức Tổng thống đó, thì ông đã cởi trói cho Houthi, là một tổ chức mà từ cái thời trước nó là tổ chức khủng bố, luôn luôn lúc nào nó cũng tấn công bắn vào những kho dầu lửa của Ả Rập Xê Út. Thì khi mà ông cởi trói như thế thì Houthi bắt đầu tự do, bắt đầu nghĩa là tấn công vào những cái khu vực của Ả Rập Xê Út, làm cho Ả Rập Xê Út cảm thấy rõ ràng rằng mình dựa vào Mỹ để hỗ trợ cho mình, bảo vệ mình không được. Thành cuối cùng thì Ả Rập Xê Út bắt đầu nghĩa là thân thiện với Nga, đó là cái đầu tiên. Cái điểm thứ hai nữa là Đảng Dân Chủ và ông Biden từ trước nay lúc nào cũng chống cái thái tử của Ả Rập Xê Út. Và khi mà chống như thế thì bên cái hoàng gia của Ả Rập Xê Út thâm thù với lại Đảng Dân Chủ cũng như ông Biden. Và một điều nữa, Ả Rập Xê Út là một quốc gia nó gọi là bán hàng, có nghĩa là muốn bán được nhiều dầu lửa. Mà muốn bán được nhiều dầu lửa thì tất nhiên là khi nào mà những nhà buôn bán người ta thấy khi nào có lợi thì người ta làm. Bây giờ thế giới đang kẹt dầu lửa thì bây giờ tại sao ta lại có thể bơm thêm dầu để làm hạ giá dầu xuống, trong khi thời kỳ ông Trump Ả Rập Xê Út không lối được về vấn đề dầu, bởi vì ông Trump sử dụng dầu của đất nước Hoa Kỳ, thành ra Ả Rập Xê Út không có khả năng để mà làm áp lực với Hoa Kỳ. Bây giờ Ả Rập có khả năng để mà tạo nên cái khó khăn cho Hoa Kỳ để bán dầu lên, tại sao Ả Rập lại không làm điều đó? Cho nên cái lần này ông Biden đi nó để mà vận động cho Ả Rập cũng như các quốc gia sản xuất dầu lửa, sản xuất dầu thêm trong cái tình trạng khan hiếm dầu như thế này, thì đối với ông Biden ấy, và cái chính sách của Đảng Dân Chủ nó là thiên nan vạn nan chứ không phải dễ. Vâng, chúng tôi sẽ tường trình về cái kết quả của cái cuộc gặp gỡ giữa ông Biden và Thái tử bin Salman trong những ngày tới đây.
Trở lại cái cuộc ám sát của Thủ tướng Nhật ông Shinzo Abe, nếu quý vị xem một cái khúc video của YouTube quay rất là rõ ràng cái hình ảnh từ đầu ông Shinzo Abe bị bắn như thế nào, cái này nó rất là rõ ràng và người ta thấy đây là một hình ảnh rất là đáng thương tâm và rất là bi thảm cho một cái người được nổi tiếng trên không những chỉ có tại nước Nhật mà cũng có thể nói là trên toàn cầu. Trong một cái cuộc vận động tranh cử, thưa quý vị, cái đám đông nó chưa tới được 20 người. Trong khi đó thì những người mà bảo vệ của ông, cho ông Shinzo Abe thì đứng lạng quạng, không có ai, một người nào đứng đằng sau lưng để mà che chở cho ông Abe. Khi mà cái viên đạn bắn từ đầu thì ông Abe trúng đạn, nhưng ông không biết là ông trúng đạn, ông xoay mặt trở lại, ông ngó vào hung thủ. Thì cái phát súng thứ hai là cái phát súng mà làm cho ông ngã xuống. Và trong cái đoạn phim này quý vị có thể nhìn thấy nó rõ ràng. Khi mà hung thủ tên là Tetsuya Yamagami bị bắt, thì tên này khai rằng là ông ta có mối thù với một cái tổ chức, và cái tổ chức đó nó có liên hệ tới ông Abe, và cái tổ chức đó làm cho bà má của hung thủ bị khánh tận. Thì sau khi người ta liên lạc tất cả cái cuộc điều tra thì người ta nghĩ rằng ở nước Nhật thì chỉ có cái nhóm Unification Church, tức là cái nhà thờ Unification, mà quý vị thấy nó bao gồm cả Nhật lẫn Đại Hàn, là cái nhà thờ mà thường hay tổ chức đám cưới hàng loạt. Người ta nói rằng cái tổ chức này thường có một cái mối liên hệ tốt đẹp với những cái đảng chính trị bảo thủ. Tuy nhiên cho tới giờ phút này người ta không biết rằng, vẫn chưa thấy là có một cái liên hệ trực tiếp nào giữa cái Unification Church với ông Azo Shinbe. Và cái giả thuyết, mặc dù báo chí không nói lên, nhưng mà trong cái lời đồn đãi ở trong cái khu ấy thì tư nhân hay là những cái nhóm với nhau và không có chính thức ở trên truyền thông, thì người ta vẫn nghĩ rằng Trung Cộng là thủ phạm chính trong cái việc là hạ sát ông Shinzo Abe thôi. Thưa quý vị, khi mà quý vị nhìn cái video về cái đám tang này, cũng như là cái video về cái việc mà cái vụ mà ông Abe bị bắn chết đó, vì và trong cái video đám tang ấy, chúng ta thấy rằng người dân Nhật tập trung rất là đông nhiều nơi để đưa tiễn ông Abe vào cái nơi vĩnh hằng, và một cách rất là thương tiếc. Điều đó cho chúng ta nhìn thấy rõ một điều, là cho chúng ta có thể nhìn thấy rõ một điều là cái tên hung thủ này nó là một tên mà chúng ta gọi là mọi rợ. Bởi vì một người anh hùng của nước Nhật được người Nhật thương biến như thế này mà nó vác ra nó thanh toán ông ấy, thì cái điều đó chúng ta không thể nào mà chúng ta chấp nhận được, mặc dù mình không phải là người dân Nhật. Cũng như giống như là trong cái thời kỳ mà ông tổng thống của là ông Donald Trump ra tranh cử đó, cũng có nhiều lần, cũng có nhiều lần có những tên mà muốn hạ sát ông Donald Trump. Cũng như hiện nay bây giờ chúng ta thấy rằng đa số người dân Mỹ người ta vẫn ủng hộ vẫn thương mến ông Donald Trump, mà trong khi đó thì những cái thành phần mà muốn loại ông Donald Trump bằng cách là kết tội này kết tội nọ ra xử, thì chúng ta thấy rõ ràng là những thành phần đó rất là bại lộ, phải không ạ? Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi xin tạm ngưng chương trình đối diện vấn đề tại đây.